Xin chào anh em. Chào mừng anh em đã quay lại với channel của mình. Và hôm nay chúng ta sẽ không nói về sút bóng nữa, mà hôm nay chúng ta sẽ nói về việc cải thiện kỹ năng rê dắt bóng. Và video clip lần này là dành cho những anh em nào có kỹ năng rê dắt bóng chưa hoàn thiện. Và chúng ta sẽ tập những bài tập này để cải thiện kỹ năng rê dắt bóng của mình. Mình thấy là rất nhiều anh em kỹ năng cơ bản về khống chế bóng chưa có, nhưng đã tham gia vào các câu lạc bộ bóng đá, có đi đá đội này, đá đội kia. Vào đấy kỹ năng chưa có thì khi đồng đội của mình chuyền bóng cho mình không thể nào mình khống chế được. Và mình thậm chí mình khống chế được bóng thì mình không thể nào mình chuyền bóng cho người khác được. Thì cái việc tập luyện để cải thiện kỹ năng rê dắt bóng ngay từ ban đầu của mình phải tự tập như thế này. Để kỹ năng của mình có rồi thì mình có thể ra ngoài, mình có thể đi đá đội này, đá đội A, đá đội B, hoặc là tham gia một bất kỳ một câu lạc bộ đá đội nào về năng khiếu. Để khi đó huấn luyện viên họ chỉ giao chiến thuật cho mình và mình thể hòa nhập nhanh và tiến bộ nhanh được. Không để anh em chờ lâu nữa, mình cùng bắt đầu nha. We'll be right back.
Vừa rồi là 10 bài tập để anh em có thể tự tập luyện tại nhà để cải thiện kỹ năng ri dắt bóng của mình. Ok, thì anh em hãy nhớ tập luyện mỗi ngày đều, mỗi ngày dành 30 phút để tập luyện để kỹ năng ri dắt bóng có thể được cải thiện. Và đối với những anh em nào đã qua năng khiếu rồi, đã có thể đá bóng được rồi thì cũng nên sử dụng những bài tập này cho những cái bài khởi động của mình trước khi bắt đầu vào trận đấu hoặc là bắt đầu vào buổi tập. Tại vì nếu như mà những cái bài tập cơ bản này, nếu mỗi ngày anh em không ôm lại, không tập lại thì một ngày không xa, nghỉ một tuần, hai tuần hay một tháng, cảm giác anh em sẽ tự nhiên sẽ bị biến mất. Lúc đó anh em bắt đầu lại từ đầu rất là vất vả. Nên nếu anh em nào đã trong năng khiếu rồi thì hãy tập luyện mỗi ngày để giữ được cảm giác. Còn đối với anh em nào mà chỉ chơi bóng phong trào cho vui thì nên tập luyện để cải thiện tốt nhất, để những cái buổi tối của mình đi đá bóng cùng bạn bè thể hiện được nhiều trên sân cỏ. Ok, nếu anh em thấy video clip này hay thì hãy like cho video clip này nhé. Và đừng quên subscribe channel YouTube của mình. Xin chào và hẹn gặp lại.